Review cà phê sữa Cobico Thái Lan. Cái lượt bán siêu cao trên top top luôn. Rất là nhiều người review. Rất là hot ở Thái Lan luôn. Một cái gói này tôi mua là 79 cặp. Trong đây sẽ bao gồm 20 gói luôn nha. Mà tôi nghe nói loại này là cực kỳ hot ở Thái Lan luôn. Rồi để tôi mua thử cái loại này về là tôi review liền nè mọi người. Đầu tiên là mình sẽ làm thử với một gói trước nha. Đây là chất cà phê bên trong nè. Mở ra rất là thơm luôn nha. Mình sẽ bỏ với lại một xíu nước ấm vô nha. Rồi bắt đầu mình sẽ bỏ đá vô. Đối với một gói thì tôi thấy nó sẽ hơi nhạt nhạt xíu, nên là bây giờ tôi sẽ tăng lên hai gói nha. Rồi bỏ đá bào vô giống như kiểu miền Tây tôi hay uống, có nó vị nó ra sao. Rồi cà phê gói mà để pha ngon là mình cho ít nước thôi nha. Mình quậy lên nha cho nó kẹo kẹo lại khúc này nè. Rồi mình lấy đá bào á mọi người, đá mà xay nhuyễn ra mình bỏ vô mình quậy 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 lên vậy nè đó, cho cái chất cà phê mình nó sệt sệt lại vậy là 10 điểm nha. Ê, khúc này tôi thấy nó rất là thơm luôn, ê xịn nè. Mà cái loại này đặc trưng là rất là đậm vị cà phê, thơm và béo nhưng nó lại không có bị ngọt mọi người. Mặc dù tôi bỏ hai gói vô nha, nhưng mà cái độ ngọt của nó rất là vừa phải luôn khi mình bỏ với đá nhuyễn vô nữa, nhưng mà nó thơm cực kỳ và nó có cái vị hậu vị béo nữa. Điểm cộng là rất là đậm đà vị cà phê luôn, ưng nha. Cái này tôi sẽ cho là 9.5 nha mọi người ơi. Mà có điều cái này là hàng Thái nha, mua cũng hơi khó đó. Nói chung là có do hàng với bà cứ mua. Cá muối Nga được cộng đồng mạng đồn là siêu tanh, làm gì cho nó hết tanh? Để thử là cho nó hết tanh thì mình sẽ chiên lên thử nó hết tanh hay không nha. Đầu tiên bật bếp lên cho thêm xíu dầu ăn vô nữa nè, rồi để cái bếp nó nóng lên rồi bắt đầu mình sẽ bỏ cá vô. Thật ra cái mùi cái này á mọi người nó cũng không gọi là quá tanh đâu ha, tại vì chắc là tôi thích ăn cá khô quá nên tôi thấy cái này nó cũng không quá độ là tanh đâu. Ê nhưng mà thấy cái này có điềm mà nè mọi người, khi mà chiên lên á thì tự nhiên cái cá nó muốn rã rã ra luôn như vậy nè mấy bà ơi. Cái phần thịt ban đầu nó dai dai mọi người, sao tự nhiên chiên lên cái nó rã ra hết giống vậy nè mọi người, còn lại một xíu vậy thôi nha. Nhưng mà nó rất là giòn luôn nha, và cái vảy bên ngoài là nó đã giòn lại luôn rồi. Cái lúc mà con cá muối mà mình ăn sống á mọi người là cái xương nó rất là khó tách ra, còn khi mình chiên lên thì nó rất là dễ tách như vậy nè. Cái phần thịt bên trong thì nó sẽ có hơi cái màu ngã ngã vàng nha. Ê hả, con cá khô ở Việt Nam mình luôn. Con này con cá sặc của Việt Nam mình này chứ đâu. Trời ơi, thật sự luôn. Nhìn thấy quen quen cái mùi khô cá sặc luôn. Ăn vô ban đầu tôi thấy quen quen nha mọi người ơi, mấy cái mùi nó tanh tanh đi chờ hệt khô cá sặc luôn á. Cái này bỏ thêm cái chén cơm vô là đúng bài. Review trứng cá hồi của Nga mà mua trong siêu thị mà cái logo của nó nhìn giống cái hiệu dầu ăn không mọi người. Hộp này tôi mua có giá là 150 cành. Ê mà nó khó mở luôn nha mọi người ơi. Đứng này nại hồi ba hồi bảy lượt luôn nó mới ra được. Mở ra phát là nó lúng nính liền luôn. Nhưng mà thiệt sự là cái logo cái hãng này á, nó giống với cái lại hiệu dầu ăn của Việt Nam mình ghê. Mà thiệt sự nhìn cái trứng cá hồi nó lúng nính đã gì đâu luôn á mọi người ơi. Nhưng mà ăn vô là nó có hậu vị béo béo nhưng mà nó sẽ hơi bị mặn nha. Ê không biết là mình rửa lên là có giảm độ mặn được không ta. Ừ, cái trứng này nó bự chứ ta. Béo nha. Nhưng mà cái trứng này nó hơi mặn. Ôi cái trứng này có cần rửa lại không nha. Cái gì nước bắp cải tím mà bỏ chanh vô nó chuyển màu cực kỳ đẹp mà còn uống được nữa. Nhìn sao màu vậy thôi nhưng uống vẫn bình thường mà còn giúp giảm cân và làm đẹp bình rất là hiệu này quả nữa. Bắp cải tím là bạn ăn với mì gói mì cay hoặc nấu canh thôi đúng không, nhưng mà không nha, bây giờ tôi sẽ làm nước uống luôn nè mọi người ơi. Nấu một ít nước sôi nha, sau đó mình sẽ sắc bắp cải ra thành nhỏ 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 như vậy nè. Sau đó mình sẽ cho nước sôi vào nha, và điểm đặc biệt là lúc này nước nó ra cái màu cực kỳ đẹp luôn nè mọi người. Mình càng bỏ nhiều bắp cải tím là cái màu nó càng đẹp. Bây giờ tôi sẽ chắc ra cái trái của bắp cải để lấy nước thôi. Ly này tôi sẽ bắt chanh vô nha, và tự nhiên màu tím nó trở thành một cái màu hồng rất là đẹp luôn nè mọi người, kiểu nó ống luôn đó. Đó cái màu gốc của nó màu tím như nè, khi mà mình vắt chanh vô thôi nó sẽ ra cái màu rất là đẹp. Còn cái ly còn lại thì tôi thí nghiệm là bỏ thêm một baking soda vô, nhưng mà cái này các bạn nếu mà làm loãng ra nó sẽ ra màu xanh nha, tại vì tôi coi trên top top người ta hướng dẫn nó ra màu xanh nhưng mà sao tự nhiên bây giờ nó cũng không ra màu xanh luôn. Không á, thật ra mọi người khi mà tôi đổ cái nước này ra thì nó sẽ là màu xanh nha mọi người, nhưng mà khi mà mình bỏ vô á thì do cái lượng bắp cải tím tôi bỏ nhiều quá nên nó không chuyển màu tím. Nhưng chung quy là dù có bỏ cái gì vô thì mình vẫn uống được nha mọi người, uống rất là tốt luôn á mấy bà ơi. Bắp cải tím mà uống vô nó rất là thơm nha, khi mình bỏ nước với lại bắp cải tím uống rất là thơm, rất là dễ chịu. Bánh trứng cuộn nhân tan chảy siêu độc lạ, giòn tan bên ngoài béo ngậy bên trong. Hộp như vậy rất là bự luôn nha. Trong đây sẽ là 20 gói. Bánh này thì có 3 vị: trứng muối, sô cô la và phô mai. Mà yên tâm đây là sản phẩm nhập chính ngạch, giấy tờ đầy đủ và vệ sinh an toàn thực phẩm có đủ. Một cái gói như vậy sẽ có 2 cái bánh ở trong luôn nha. Tổng cộng một hộp như vậy là được 40 bánh lận. Cái bánh này không phải kiểu nó giòn đâu nha mọi người, mà nó dạng là xốp vậy á, nó sẽ được cuộn lại và bên trong nó có cái nhân tan chảy như nè, cực kỳ đỉnh cao. Vị phô mai thì ngọt thanh nhưng mà cực kỳ thơm phô mai luôn nha. Bên ngoài chiếc bánh sẽ không quá ngọt, hòa quyện cùng với phần nhân bên trong béo béo thơm thơm. Trời ơi đỉnh cao thật sự luôn mọi người. Còn cái vị trứng muối thì lại có cái độ béo béo của trứng muối. Mở ra cái thôi là thơm đặc trưng của trứng muối liền luôn. Ngon nhất là khi mà bạn thấy nó đói lấy ra cái bánh ăn thôi nha mọi người. Trời nó giòn tan luôn, bỏ vô miệng thôi là nó tan ra trong đầu lưỡi của mình luôn. Sô-cô-la thì tôi thấy trong đây hình như có thêm cái mùi cacao nữa, mà nó lại là không quá ngọt đâu nha. Có cái vị nhẫn nhẫn của cacao và sô-cô-la cực kỳ đặc trưng luôn nha. Bạn nào mà không thích ngọt ăn cái bánh này đảm bảo luôn, ghiền cực kỳ luôn. Mà bánh này tôi thấy là nguyên một nhà mình ăn, từ người lớn đến trẻ em là ai cũng phải thích luôn. Và đây là sản phẩm được nhập chính ngạch, có giấy tờ tem phụ đầy đủ của CM Food nha. Mà CM Food là mấy bà cũng biết là bán chân già ngon số dách rồi. Còn bây giờ là ra thêm cái bánh này nữa là hơi bị đỉnh cao, có giấy tờ nhập khẩu chính ngạch đàng hoàng luôn nha. Tự làm bánh bani puri phiên bản Việt Nam cực dễ tại nhà.
Đọc lại nhất tớp bánh bani buri mà có thể tự làm được. Mà nguyên một bánh bani buri với một chai sốt bé béo tôi mua trên tớp tớp giá chỉ dưới 100 cành thôi à. Nhưng mà đỉnh cao cái chỗ là ở đây nó rất là nhiều cái miếng bánh nha, mà nó thành dẹp, mà khi mình bỏ lên mình chiên ngập dầu lên đó là nó sẽ thành cái hình tròn mọi người, đỉnh của chớp luôn. Ban đầu tôi không tin nha, tôi nghĩ nó chỉ ra thành bánh phồng tôm, nhưng ai ngờ nó ra thành một cái hình tròn cái dày này, đã lắm mấy bà ơi, y hệt bánh bani buri của Ấn Độ luôn á. Bây giờ là chỉ cần đúng một trái ỏi, một trái táo và một nửa trái thanh long thôi nha mọi người, sắc nhỏ thành hạt lựu sau đó bỏ vô cái tô. Và đây là cái sốt me béo nè mọi người, mình chỉ cần bỏ vô trong cái trái cây này trộn đều lên thôi nha mọi người, là mình có cái món salad trái cây cực đỉnh cao, làm y hệt bánh bani buri thì mình sẽ cho cái phần nhân vô bên trong nè mọi người. Cái phần salad mà hồi nãy mình mới làm xong mới bỏ vào, trời ơi lúc này nó thơm lắm rồi mấy bà ơi. Tôi chưa bao giờ nghĩ cái bánh hình tròn này nó cực dễ làm như vậy nha mọi người, nhưng mà nó giòn rộp luôn. Mà cái phần sốt me béo rất là lạ nha mọi người, độ chua của me hòa quyện cùng với độ ngọt của trái cây rồi mình trộn vào, và cái độ giòn của bánh bani buri 10 điểm không có nhân mọi người, ăn nó dính cực kỳ bắt miệng, cực kỳ luôn. Vỏ bánh bên ngoài thì giòn khú mọi người, nó mỏng nha nên ăn nó không bị ngán, ăn kèm với cái salad trái cây đỉnh cực kỳ. Và điểm đặc biệt nó là cái sốt me béo này nó có một cái vị cay nhẹ nữa mọi người, là tất cả các gia vị nó hòa quyện vào nhau luôn nha. Ăn cái món này theo kiểu của tôi là 10 điểm không có nhân, đỉnh của chớp. Bánh lava tan chảy cực hot tại Thái Lan nay đã có mặt tại em á. Sau cái thời đình đám của bánh cá tét và bánh đồng xu thì nay em mắc lại có một cái loại bánh mới cực kỳ đỉnh cao và độc lạ. Hồi đợt tôi đi Thái là tôi đã thấy cái bánh này nó hot rồi nha mọi người, nhưng mà bây giờ đã có tại em mắc luôn nên tôi quất mỗi cái một hộp mang về luôn nè. Quầy bánh là nằm ngay cái quầy thu ngân luôn nha, không có sợ phải xếp hàng như hai loại kia. Bánh sẽ có hai vị là vị trứng muối và vị ovantin. Cái vỏ bánh này tao nói nó mềm mịn núc ních cực kỳ luôn nha, và khi bẻ ra bên trong thì tao nói ngập ngụa kem luôn nè mọi người. Cái màu vàng này là trứng muối nha mọi người ơi, nhìn nó rất là đầy ủ nhân luôn. Cái phần vỏ bên ngoài á dẻo dẻo nha mọi người, nhưng mà nó làm từ bột bánh chứ không phải là bánh mochi đâu. À đúng rồi, giống như là cái vỏ bánh bía đó mọi người ơi, đúng chuẩn gu của tôi luôn. Còn phần bên trong á thì nó béo nha, hòa quyện cùng cái vỏ bánh và cái phần nhân. Đó, cái chất vỏ bánh là mình càng kéo nó càng dẻo ra vậy nè, nhưng mà tự nhiên nó không phải là bánh mochi, nó không có bị dai. Ai mà thích nhẫn nhẫn xíu chọn bánh Ovaltine nha mọi người. Cái phần nhân bên trong là phần nhân sô cô la Ovaltine nên nó rất là thơm luôn và có độ nhẫn nhẹ. Cái vị cuối cùng này mới đỉnh nè mọi người, nó là vị trà sữa thái đỏ nha. Cái vị của nó y hệt như trà sữa thái đỏ của trà Chajamu luôn. Mà thiệt sự bây giờ một hộp như vậy có 40 cành nè mọi người, rẻ hơn gấp nửa lần so với lại cái giá mà sách tay của mấy bạn mua bên Thái về. Tìm hiểu kỹ thì bánh lava này xuất xứ từ Thái Lan của tiệm bánh April Bakery ở Thái Lan, và hiện tại là đã bán trên các hệ thống siêu thị ở Việt Nam như là EMAC, Eomomon, siêu thị Bixi, Gopmart, Gopfood và King Food nữa nha, và trên các kênh bán lẻ của An Nhiên Food. Cũng là bánh hồng đặc sản mà anh định, nhưng mà nó cũng không phải là màu hồng, mà đặc biệt nó có màu tím và màu xanh lam. Đợt clip trước tôi review bánh hồng mà không phải màu hồng mà mấy bạn kêu là còn có màu xanh với màu tím nữa. Trời ơi, tôi kiếm lùng hết tất cả mọi nơi luôn ra được hai cái bánh hồng này nè mấy bà. Công nhận cái bánh này nó nhiều bột thật sự luôn. Đó là tôi sẽ mở ra cái phần bên trong cho mọi người. Trời ơi, cái màu xanh nó đậm đà nè mấy bà. Hình như màu xanh này là lá dứa, còn màu tím này là lá cẩm nha mọi người, nhưng mà cái màu sắc nó rất là sáng luôn, nó kiểu như nó đậm lắm á mọi người. Cái đó, bánh hồng này sẽ có một cái vị ngọt nhai, nhưng mà cái bánh màu xanh này cực kỳ thơm mùi lá dứa luôn mọi người ơi, nó dậy mùi kinh khủng. Dẻo dẻo dai dai bên trong còn có thêm dừa nữa nên nhai nó sần sật cực kỳ. Cái phần lá cẩm này mấy bà thấy không, cái màu tím đậm rất là đặc trưng luôn nè. Giữa màu tím với màu xanh thì tôi thấy là màu xanh nó sẽ thơm hơn á mọi người. Mà cái bánh này là cái hạn sử dụng được có mấy ngày thôi, tính từ cái thời gian mà giao vô tới Sài Gòn luôn là 2 ngày thì hạn sử dụng cái bánh này tôi ăn nó là còn có tầm 3-4 ngày nữa là hết hạn sử dụng rồi. Mà tôi nghĩ với cái bánh này á, bạn nào mà thích ăn những cái đồ mà món dẻo dẻo á mọi người, ăn cái này đảm bảo đã luôn nha. Bên trong lại có sần sật của dừa, nó bình thường người ta sẽ sắc vuông ra như vậy nè. Và cái bánh này là đặc sản của Phú Yên luôn nha. Ghé Phú Yên với mấy bạn phải tìm cái bánh này ăn đi mọi người ơi. Nhưng mà tôi thích cái bánh lá dứa này quá đi, nó thơm cực kỳ. Review bánh do chấm mật mía đặc sản Bắc Cạn. Mọi người có nhớ là cái bánh do mà dài dài không? Đợt trước tôi review không? Đợt sau mấy bạn kêu tôi mua là cái bánh mà dạng hình tam giác dày, review thử đi. Một chục này tôi mua là 80 cành đi kèm chai mật mía, mà cái này được hút chân không sẵn luôn vậy nè mọi người. Mình mua về người ta ship cho nguyên cái bịch luôn, mà ngửi vào thì cái mùi lá rất là thơm luôn, và cái mùi bánh do đặc trưng nữa nha. Có một đợt tôi quay bánh do nhưng mà cái mật mía của nó là không phải mật mía, nó là mật ong mọi người, còn cái này mới là mật yếu riêu nè mọi người ơi, nó phải đậm như vậy nó mới là mật mía nha. Tôi cảm giác cái nếp trong cái phần bánh do tam giác này nó nhiều hơn á mọi người. Còn cái bánh do mà dài dài á, tôi cảm giác nó dai hơn á mấy bà. Và cái bánh do mà dài á mọi người, tôi cảm giác cái màu của nó trong hơn là cái bánh do mà hình tam giác dày. Không biết đúng không ta, có bà nào biết cho tôi xin cái bình luận nhẹ nhẹ là tại sao nó có cái vụ mà bánh dài là cái vụ bánh tam giác mọi người. Mà tôi ăn tôi thấy nó cũng khác khác. Thì tại bình thường tôi mua bánh do dài dài tôi ăn không à. So sánh muối ngọc yến đặc sản miền Tây và muối quốc dân Hảo Hảo, cái nào sẽ ngon hơn? Với giá thành của muối ngọc yến tôi mua có 5.500 một bịch mà tới 100g lận. Còn hũ muối Hảo Hảo này tôi mua là 20+ cành á, về giá tiền thì muối ngọc yến rẻ hơn rất là nhiều luôn. Nhưng bất tiện một cái là muối ngọc yến được bỏ trong cái bịch, còn Hảo Hảo được bỏ trong cái lọ vậy nè, mình lấy ra mình ăn thôi. Mở ra sẽ thấy điểm đặc trưng là muối Hảo Hảo rất là nhiều bột ngọt thiệt sự luôn. Muối Hảo Hảo thì nó không có cay, nó có vị ngọt nhẹ và kiểu như giống y như là bột ngọt vậy đó. Muối ngọc yến thì nó không có ngọt nha, thiên về cay với lại mặn nhẹ. Nhìn cái màu là các bạn thấy được là hai hũ muối nó khác nhau cỡ nào rồi nha. Ai cũng nói là hai cái này chấm trái cây
cay rất là hợp lên, nên tôi sẽ thử muối hảo hảo trước. Thật sự là cái muối hảo hảo nó thiếu cái độ cay á, nên là chấm với trái cay á thì nó hơi nhạt nhọ xíu nha. Với lại tôi không thích nó quá nhiều bột ngọt đâu. Còn về muối ngọc yến thì phải nói là trái cay thì đúng bài luôn mọi người ơi. Nếu mà trái cay ngọt là càng ngon nữa nha mọi người. Cái trái cay nó đã chất ngọt sẵn rồi, muối thì cay cay mặn nhẹ. Mà tôi coi có mấy bạn mà thêm muối hảo hảo cực kỳ thích ăn trái cay luôn, không biết là cái muối hảo hảo này chấm với trái cay gì ngon ta. Nhưng mà về trước mắt là tôi ưng về muối ngọc yến hơn nha. Chỉ có một cái nhược điểm là phải kiếm cái hũ bỏ vô cái bịch muối này, tại cái bịch muối này nó khó bảo quản ghê luôn á. Ở phần thi giữa muối hảo hảo và muối ngọc yến này, đối với tôi về chấm trái cây là muối ngọc yến thắng nha.